Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này giới thiệu bạn tham gia một chương trình giveaway nhân chia tổng giải thưởng là 15.000 USDT token Khao nha các bạn. Thì chương trình airdrop này dưới điều kiện là các bạn phải có trong ví các bạn ít nhất là 0.1 BNB nha các bạn. Thì dự án Coin này mình nhớ không lầm là trước kia mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình airdrop vào wallet và airdrop và tham gia danh sách wallet của nó. Hiện tại nó chưa công bố nha các bạn, khi nào nó công bố thì mình sẽ cập nhật những danh sách những người chiến thắng nha các bạn. Thì để tham gia giải hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video của mình. Các bạn nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tờ Twitter nè, thì mình đã follow tờ Twitter các bạn rồi, các bạn bắt đáp lại các bạn tiếp tục các bạn follow kênh tờ Twitter thứ hai của nó nè, các bạn theo dõi nè. Đây thì nó không có bài viết game, các bạn khỏi tweet nha các bạn. Để khi nào yêu cầu nó tweet thì mình tweet, để tweet nhiều quá nó phá tài khoản của mình. Tiếp tục các bạn follow sàn Mendes nè. Này mình đã follow rồi các bạn. Tiếp tục các bạn join vào kênh Telegram group của nó nè. Mình cũng đã join rồi. Sau khi các bạn join vào group, các bạn bình luận lại một câu đi các bạn. Tweet đi. Rồi, các bạn chụp màn hình lại giúp mình nha các bạn. Các bạn chụp màn hình, các bạn đó zone vào cho nó để mình chụp màn hình các bạn. Rồi, ok. Tiếp tục các bạn bắt up lại link phong nè các bạn. Good. Rồi, dòng đầu tiên các bạn điền địa chỉ username tại Twitter của tất cả các bạn đã zone vào airdrop các bạn. V này là H9. Tiếp tục các bạn điền là username Telegram các bạn đã xôn xào các bạn. Cộng anh 4 3 số 1 3 số 2. Tiếp tục hỏi có follow kênh tờ Twitter không, các bạn bấm Z nha bạn. Bấm Z nha bạn. Tiếp tục các bạn gỡ lên một cái tệp các bạn đã xôn xào ai góp nè. Khoan các bạn, đợi mình gỡ lên từ thiết bị các bạn. Mình đã xôn xào hay góp nè các bạn. Rồi các bạn tải lên nha tất cả các bạn. Tiếp tục các bạn gửi lại địa chỉ trên ví MetaMask hoặc là BNB. Các bạn đã hold 0.1 BNB nha tất cả các bạn. Mình đã hold quắc. Trong ví mình nào lúc nào mình cũng có hơn 0.1 BNB các bạn. Rồi các bạn copy nha các bạn. Cái này nó để đề phòng gian lận thôi các bạn. Rồi các bạn sao chép địa chỉ với mình lại nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Các bạn dán địa chỉ BNB xem machine của các bạn vô đây. Các bạn gỡ bức tệp các bạn đã hold 0.1 BNB vào các bạn. Các bạn vào tệp nè. Rồi các bạn tải lên. Rồi các bạn gỡ nha các bạn. Các bạn có thể dùng chụp ảnh trên MetaMask Wallet hoặc là Chocolate cũng được các bạn. Phan các bạn đem qua Chocolate đi các bạn. Rồi tất cả bấm gỡ là xong rồi tất cả các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình airdrop ăn chia tổng giải thưởng 15.000 USDT token Khao đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.